Tiếp theo, những cuốn sách hay nhất trên 2023 mình đọc nhưng không phải là thể loại, không thuộc thể loại trinh thám. Lần trước thì mình cũng đã nói khá là nhiều cuốn sách mà mình đã đọc trên 2023 nhưng mà mình thích nhất và nó thuộc thể loại trinh thám, bởi vì rõ ràng cái thể loại trinh thám thriller thì nó là thể loại yêu thích của mình nên mình buộc phải có một video riêng về nó, về cái thể loại đấy. Còn trong video này thì sẽ là những thể loại nó không phải là trinh thám, tức là nó sẽ gồm có những kiểu kinh điển hay là những cái general fiction, tức là văn học đương đại nói chung, hay là historical fiction, hay là kể cả horror kinh dị nó cũng sẽ ở trong video này luôn. Thì bây giờ sẽ là mình nói về những cuốn sách đó. Đầu tiên là cuốn Ngôi nhà của người Hà Lan, The Dutch House của Anne Patchett. Cuốn này có bản dịch tiếng Việt nó là Ngôi nhà người Hà Lan và cái bìa in thế này. Mình rất thích cái bìa này nên là mình cảm thấy rất là thỏa mãn, hài lòng. Rất cảm thấy hài lòng vì bản tiếng Việt nó cũng lấy cái bìa như thế này. Một cuốn sách này thì không có cốt truyện gì rõ ràng và mình có một cái review chi tiết về cuốn này đấy, nên là các bạn có thể theo dõi cái video đó để hiểu hơn về cuốn sách này. Thực ra thì hiểu cũng không hẳn theo kiểu là nó khó hiểu cái gì cả. Cuốn này nó không hề có, không phải là một chuyện ngụ ngôn, cũng không phải làm kiểu ẩn đưa ra những cái ẩn ý hàm ý gì hết, và chuyện nó cũng không phải viết theo kiểu mỹ miều hoa trương để mà chúng ta phân tích kiểu ý từ nghệ thuật từ cách viết cấu trúc câu gì cả, mà nó chỉ đơn thuần là nói về sự hoài niệm mà thôi. Sự hoài niệm này rồi một chút thôi, kiểu ám ảnh về một ngôi nhà mà họ đã từng sống, hai anh em này sống, hai chị em sinh sống trong ngôi nhà hàng này, và họ đến cả khi lớn rồi họ vẫn, khi họ bị đuổi ra khỏi nhà rồi, đuổi ra khỏi căn nhà này rồi, thì họ vẫn có cái gì đó nó bị thu hút với căn nhà này đến về sau, mà cứ mỗi mỗi năm là họ sẽ ngồi ở ngoài căn nhà này và nói chuyện và bắt đầu hồi tưởng lại những cái kỷ niệm và thắc mắc xem là những người bây giờ sống trong căn nhà này như thế nào. Căn nhà này nó cũng thực ra là như một cái biểu tượng của cái gia đình này đi. Căn nhà người Hà Lan này nó là một cái dấu ấn ý, một cái gì đó nó rất là cố định trong cuộc đời của hai chị em, và là một cái gì đấy để mà hai chị em luôn phải phấn đấu này, một là phấn đấu này, hai là có thể là loại bỏ về để trả thù. Nói chung là nó có rất là nhiều suy nghĩ của các cái nhân vật trong trong truyện về cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này là một quà tặng của ông bố tới người, tới gia đình mình và đặc biệt là với người vợ mình, nhưng mà không hề biết rằng là chính cái bà vợ đấy không không thích ngôi nhà này tí nào hết. Thế là tự dưng món quà nó rất là vô nghĩa, một cái món quà mà đã ra nó là một cái sự bất ngờ, nhưng cuối cùng thì nó lại thành cái biểu tượng của không không phù hợp ý. Hai chị em bị đuổi ra khỏi căn nhà này, rõ ràng nhà của họ, và bây giờ bị họ bị đuổi ra khỏi căn nhà này, mà đuổi chỉ đơn giản là chính cái người vợ kế, mẹ kế của hai chị em này muốn trở thành mẹ kế của hai chị em này, thực tế là chỉ bởi vì thích căn nhà này thôi. Đấy, cho nên căn nhà nó có cái sức ma, sức cuốn hút nào đấy, và nó sẽ thay đổi cuộc đời của các chị em, nó đưa đến rất là nhiều những cái quyết định về sau này của họ. Và câu chuyện nó không có một cái điểm kết rõ ràng, không có một cái kết chuyện là nó không có một cái cao trào hay gì hết, bởi vì đơn thuần nó là một câu chuyện literary fiction. Một câu chuyện về các thế hệ, về thế hệ gia đình, là chuyện Family Saga, nói về những thành viên trong gia đình qua rất nhiều thế hệ, cuộc đời của họ trải dài qua nhiều năm và nó có một sự thay đổi như thế nào trong suốt những năm đó. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, nó không không phải là cái gì nó quá là to tát ấy, nhưng mà mình rất là thích cái câu, cái cách viết văn này, cách cái giọng văn đây này, cái câu chuyện mà nó không hề có cái gì là phức tạp và màu mè gì hết. Cuốn tiếp theo là một cuốn kinh dị, đó là The Handyman's Method của Nick Carter và Andrew gì đó. Cuốn này thì không phải ai, không mấy người trên BookTok đọc ấy, mà mình có người duy nhất là Gabby Reed, là bạn ấy có đọc cuốn này nhưng mà bạn lại không hề thích cuốn này, bởi vì cuốn này bị quá nhiều những yếu tố liên quan đến toxic masculinity, tính nam độc hại. Đã thế lại còn có những chi tiết nó bạo hành động vật và đặc biệt liên quan đến rùa. Đúng nhỉ, ở trong chuyện này có rùa mà. Và
Bạn ấy liên tưởng đến cuốn trước của Nick Carter là cuốn The Troop ấy. Mình có đọc cuốn này rồi thì cũng có cái chi tiết bạo hành rùa. Thực ra cái lúc mà mình đọc về rùa ở trong cuốn The Handyman Mason thì mình cũng có liên tưởng đến cái rùa, con rùa ở trong cuốn The Troop. Mình cũng cảm thấy sao tự dưng lại đều là rùa và đều có cái hình ảnh là làm hại con rùa. Tuy nhiên là cái rùa ở trong cuốn này, Chinese tương này nó cũng là vẫn là rùa bình thường, nhưng mà sau đó nó bị biến dị bởi vì là có những cái chất hồng hồng nấm gì đó, nó gì nó kinh lắm. Ít nhất nhưng mà nó mình cảm giác nó không 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 đáng sợ như là ở trong cái cảnh giết rùa ở trong cuốn The Troop kia. The Troop kia thì cảnh đấy thực sự là đúng là kinh dị thật, ý là nó bạo lực ấy, ở dạng bạo hành động vật mà. Trong cuốn The Handyman Method này thì nói về một gia đình này, họ chuyển đến căn nhà này và ông chồng ấy, ông ấy tự dưng bị ám ảnh bởi những cái video YouTube của một cái người thợ sửa chữa tên là Hank The Handyman. Và cái ông Hank này mới cứ bảo là sẽ sửa chữa, chúng ta phải sửa chữa này nọ, và kiểu nói một cách nó rất là khắc nghiệt, tẩy não ấy, là khiến cho những người nào mà xem video đấy sẽ cảm thấy là mình phải như thế. Và tự dưng nó thành ra một cái gì nó rất là toxic, nó rất là độc hại, không lành mạnh. Và ông chồng trong chuyện này đang bắt đầu bị dần dần trở nên điên loạn và bị ảnh hưởng từ những cái video đấy. Thì thực ra là có một cái thực thể nào đấy nó đang sinh sống ở trong căn nhà này và nó đã ảnh hưởng lên tất cả những người sống trong căn nhà này. Nên có một cái twist cuối cùng chuyện là rất là bất ngờ về cái người mà có thể liên quan tới tất cả mấy chuyện này, gây ra chuyện này. Thì mình thấy nó lại tự dưng làm cái điểm sáng gì đó, nó rất là mới và khiến mình bất ngờ. Cái chuyện này thì mới đầu mình cũng không có cái kỳ vọng gì nó quá mức, nhưng mà thực sự khi đọc xong mình cảm thấy sợ. Bởi vì đến về sau khi mà tác giả bắt đầu đưa chúng ta vào cái tình thế là các nhân vật trong chuyện là phải đối mặt với cái thực thể đó, cái thứ siêu nhiên đó, và chúng ta không thể hiểu nó là cái gì, mà chúng ta buộc phải đối mặt nó một mình, và nó là một cái rất là bất đắc dĩ thôi đấy. Thì rồi cái sự chạm trán đấy và nó căng thẳng và cái tạo ra được tác giả tạo được cái không khí nó rất đáng, nó kiểu sợ ấy đấy. Chứ là vì mình thấy cuốn này rất là hay và mình thực sự là bất ngờ là mình có thể thích cuốn này như thế. Đấy là cuốn này mình đọc trong cái blog đọc sách chuyện kinh dị, những chuyện kinh dị mới ra của năm 2023 ấy. Và mình thấy cuốn này thực sự là cần được mọi người đọc nhiều hơn, nhưng mà tiếc quá có mỗi Gabby read, mỗi Gabby đọc mà bãi lại không thích cuốn này. Cuốn tiếp theo là một cuốn mà mình cũng nói đi nói lại và cũng may mắn là sữa mình có cái lông là 1980 novel đã lấy mua bản quyền rồi và sẽ có bản dịch, và chắc chắn là trong năm 2024 này thôi là sẽ có bản dịch cuốn này. Đó là Salem Slot của Stephen King. Khi đọc cuốn này thực sự là mình rất là sợ ấy, bởi vì mình thấy nó dày, nó quá dày, và mình nghĩ là chuyện Stephen King này nó hay dài dòng ấy, thì dày thì bởi vì một phần là đến dài dòng. Nhưng mà ôi, khi mà mình đọc và mình cảm thấy nó càng ngày càng thú vị. Tức là bắt đầu từ những cái lúc mà khi thị trấn này bắt đầu bị xâm chiếm bởi ma cà rồng, nhưng mà không ai biết. Nó giống cái phim mà mình cũng đã nói rất nhiều lần, đó là Midnight Mass, đạo diễn Mike Flanagan trên Netflix. Cái phim đấy và chuyện Salem Slot này có nhiều, rất nhiều điểm giống nhau. Hay là Midnight Mass nó lại dựa lấy cảm hứng từ Salem Slot nhỉ? Chuyện này thì có từ trước rồi. Cái chuyện này thì là đơn giản, nói về ma cà rồng, nói về một thị trấn bị xâm chiếm bởi ma cà rồng. Nhưng mà vẫn như là kiểu cách viết của Stephen King sẽ đi theo điểm nhìn của một số các nhân vật khác nhau, và thông qua các nhân vật đấy chúng ta bắt đầu được hình dung được trong đầu được cái tiến trình của cái sự nguy hiểm này, của cái ma cà rồng này. Nó bắt đầu dần dần nó lan khắp thị trấn rồi, nhưng mà không ai biết ý, và chỉ có một số ít người là biết và họ phải cảnh báo những khác, nhưng mà nó rất là khó để có thể chứng minh được về cái sự tồn tại của một sinh vật siêu nhiên là ma cà rồng. Tự dưng bây giờ các bạn đang ngồi đấy và có người nói với bạn là chạy đi mày ơi, thành phố này đang bị xâm chiếm bởi ma cà rồng, nên các bạn có tin không? Nó rất là khó để tin được, đúng không? Thì đây là, thì trong chuyện này nó sẽ là nói nhiều về những cái
hơi kiểu dạng niềm tin một chút đấy, nó niềm tin nó không phải theo kiểu tôn giáo tín ngưỡng gì đâu, nhưng mà nó sẽ có xoáy sâu về cái vấn đề đấy, nhưng mà nó sẽ không không tập trung nhiều ấy, nên là mình vẫn thích đọc, nó vẫn dễ dễ hiểu. Và vấn đề chính đây vẫn là việc người tốt đối đầu với kẻ xấu là ma cà rồng, và ma cà rồng trong này thì nó hơi giống Dracula, mình thấy nó khá là giống cái chuyện Dracula nữa, nó có rất là nhiều nét giống với cả Dracula. Và trong chuyện này thì thực ra nó không có một cái kết chắc chắn, nó không có một kết nó ổn định, bởi vì ma cà rồng nên nó khá là mạnh. Dù sao thì đây là một cuốn sách rất hay, kiểu mới đầu có thể là nó sẽ hơi khó để vào một chút, bởi vì vẫn là do tại cái việc của Stephen King và cái kiểu mà ông ấy viết hay lan man ý, nên là rõ ràng là sẽ có nhiều lúc mà các bạn cảm thấy rất là sốt ruột. Nhưng mà thực tế là càng về sau đọc thì nó càng cảm nhận được cái sự căng thẳng dồn dập đấy, nhịp nó ngày càng nhanh hơn, cho dù vẫn là cái kiểu viết lan man như thế nhưng mà nó càng ngày càng hấp dẫn hơn luôn. Nên là đảm bảo là các bạn khi đọc cuốn này sẽ không phải cảm thấy hối hận luôn ý. Và bởi vì nó sẽ có bài tiếng Việt nên chắc chắn là phải đọc cuốn này ngay. Cuốn tiếp theo là cuốn Kim Ji-yong sinh năm 1982. Cuốn này thực ra thì vẫn như là nhiều cuốn khác, khi mà mình đọc mình không có kỳ vọng gì, bởi vì mình nghĩ là cuốn này nói về cái tiểu thuyết nữ quyền Hàn Quốc, bức tranh chân thực về cuộc sống của đa số phụ nữ Hàn Quốc đương đại. Thế tức là mình nghĩ nó chiều lại kiểu dạng literary fiction thôi, thì là viết nó tái hiện về một đời sống, một vấn đề xã hội nào đấy, nó sẽ không có cốt truyện gì cả. Nhưng mà khi mình đọc cuốn này mà mình lại là một sự bất ngờ rất là lớn, một sự ngạc nhiên rất lớn. Đọc cuốn này và mình cảm thấy được rất rõ, tức là mình cảm nhận được ấy là về người phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc vào thời điểm tác giả viết cuốn này, thì nó cái số phận của họ ấy, tức là nó có thể không phải khổ như cái ngày xưa, nhưng mà nó vẫn ở cái vị trí rất là thứ yếu so với đàn ông thôi, không được coi trọng vào như đàn ông. Mà kể cả bây giờ thì mình vẫn biết là phụ nữ Hàn Quốc không hề được hoàn toàn là bình đẳng như là đàn ông. Họ vẫn nhắm chiếm những cái vai trò rất là truyền thống ấy, và kiểu cái mà nó rất rất không cần thiết, nhưng mà họ vẫn phải như thế. Đấy, trong khi đàn ông thì không cần phải như thế. Thì mình có thể hiểu là cái sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ ở Hàn Quốc nó sâu sắc đến mức nào hồi xưa và đến như bây giờ đấy, nó vẫn rất là một vấn đề lớn ở Hàn Quốc. Và đọc chuyện này thì lại càng cảm nhận được tất cả cái vấn đề đó hơn ấy. Kiểu cái nhân vật cô Kim Ji-young này, là cô ấy cuối cùng thế nào nhỉ? À, đúng rồi, cô ấy sau đó đi khám bệnh trầm cảm. Đấy, tức là cái xã hội đấy nó khiến cho cô ấy cuối cùng nó không còn cái sự tự do gì ngoài việc là phải đi khám tâm lý để hiểu, để thực sự là có thể chấp nhận được cái vị trí của mình ở xã hội này, mà không cảm thấy bị đàn áp, bị cưỡng chế. Và cái chuyện này thì thực ra viết nó cũng đơn giản thôi. Nó là một cái cuộc đời, nó là như kiểu viết cuộc đời của cô này từ lúc cô này sinh ra, cô học hành thế nào, cô ấy sống thế nào với gia đình hồi bé, và đến bây giờ thì cô ấy trưởng thành rồi và cô ấy lấy chồng con, thì cái đấy nó có thay đổi thế nào về mặt nhận thức của cô ấy không. Và đấy, xã hội thay đổi như thế thì cái vị thế cô ấy nó có thay đổi theo không, hay nó vẫn như thế, hay cô vẫn bị chèn ép như vậy mà không thể nào mà lên tiếng phản đối được. Kim Ji-yong mỗi lần, một tuần hai lần, mỗi lần 45 phút đến gặp tôi. Tần suất xuất hiện các triệu chứng có giảm nhưng không hoàn toàn hết. Tôi kê đơn thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ cho cô để giúp cô thoát khỏi cảm giác u uất và chứng mất ngủ. Và cô này như kiểu là bị chứng bệnh rối loạn đa nhân cách. Nhưng mà theo cái người mà khám cho cô này thì lại là trường bị trầm cảm sau sinh, rồi chuyển thành trầm cảm khi nuôi con. Nói chung thì cô ấy có những cái đau khổ và muộn phiền nhất định, nhưng mà tức là họ không thể nào mà biết được là nó không thể do từ sa chấn tâm lý được, bởi vì cô không hề bị có những cái sa chấn tâm lý từ tuổi thơ. Nhưng cái vấn đề nó chính là do cái xã hội nó đã khiến cho Kim Ji-yong trở thành người như vậy, bị bệnh, mắc một căn bệnh tâm lý. Triệu chứng của Kim Ji-yong rất khó có thể giải thích bằng y học thực chứng.
Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Kim Ji-yeon mất đi tiếng nói của mình khi sống trong một xã hội kỳ thị phụ nữ, thì người ta hoàn toàn có thể hiểu được. Đây là hành vi mượn lời của những người phụ nữ khác vì Kim Ji-yeon đã mất đi tiếng nói của mình. Những người này đang nói thay cho Kim Ji-yeon. Có những cái sự xuất hiện, các triệu chứng kỳ lạ của cô ấy. Bắt đầu một ngày, từ một ngày thì là cô ấy nói rằng cô ấy không phải cô ấy, cô ấy là một người khác ấy. Như kiểu là có một thân xác khác nhập vào cô ấy, như vậy. Thì đầu tiên là người ta đấy, chẩn đoán cô ấy là bị rối loạn đa nhân cách vì thế đấy. Tức là tự dưng khi cô ấy không còn được coi trọng nữa, cái bản thân cô ấy không được coi trọng trong xã hội này nữa, thì cô ấy bắt đầu trở thành những người khác. Để thông qua những người khác thì cô có thể nói được cái nỗi lòng của mình. Đã như vậy, đó là một cái ẩn dụ. Và khi đọc chuyện này thì lúc đấy mình có đọc cùng với cuốn Người Ăn Chay của Han Kang. Thì cuốn Người Ăn Chay nó cũng có cái kiểu là dạng người ta gọi là female rage. Đây là một cái trope nó khá là phổ biến của năm ngoái và hình như năm nay nữa. Năm ngoái năm nay nó có một cái trope rất phổ biến về trong chuyện, mà đặc biệt là liên quan đến nữ quyền ý. Đó là female rage, nỗi giận, tức giận của người phụ nữ. Thường hay nói về một người phụ nữ và nhân vật chính thường hay người phụ nữ, và cái người phụ nữ đấy sẽ tự dưng có phát triển cái triệu chứng rất là kinh khủng nào đấy. Và nó thực ra là để ẩn dụ cho một cái nỗi đau, nói vấn đề lớn hơn. Thì như chuyện Kim Yeon là một kiểu như vậy, và cả chuyện Người Em Trai của Han Kang cũng như vậy. Nhưng mà Người Em Trai thì thực sự là mình không hiểu cuốn đấy thực ra lại nói về cái gì đâu. Nhưng cuốn này thì rất rõ ràng và rất là hay. Tiếp theo là cuốn Chiến Tranh Giữa Các Hành Tinh của H.G. Wells. Cuốn này thì mình cũng có một review rất là chi tiết, nói về một cuộc xâm lược của người hỏa tinh lên trái đất. Nó từ đầu đến cuối nó vẫn chỉ là cái cuộc chiến tranh đấy, nhưng nó không phải viết theo cái kiểu là chuyện YA, chuyện hành động về chuyện khoa viễn tưởng hành động liên quan đến ngoài hành tinh xâm lược đâu. Tức là những cái chuyện đấy nó sẽ chú trọng vào như kiểu là âm mưu hay là các cái kế hoạch để đánh nhau, đúng không? Và hai bên như nào, rồi các cái mối quan hệ của các nhân vật trong chuyện, có thể là đi làm gián điệp hay là đi theo dõi hay là hy sinh vân vân. Nhưng trong cái chuyện này nó không phải cái kiểu như vậy. Khi mà mình đọc mình cũng rất là bất ngờ vì cái cách mà tác giả viết ở đây, nó là tiếp cận thông qua cái điểm nhìn ở đây là một cái ông này là ông nhà khoa học à? Hay là ông này mình không nhớ, ông hay là ông nhà báo gì đó, nhà văn gì đấy. Ông đấy là người chứng kiến toàn bộ cái cuộc xâm lược này, và ông ấy nên kể lại, bởi vì là và cái thời điểm ông ấy kể lại này thì đương nhiên là cuộc chiến tranh này đã kết thúc rồi, trái đất vẫn thắng. Thế nhưng mà ông ấy đang suy nghĩ lại về cái cuộc chiến này là nó thực ra có ý nghĩa như thế nào đối với người trái đất. Thì cái cuộc chiến này ông ấy chỉ đơn thuần là miêu tả về những cái tiến trình thôi, là ví dụ như là bắt đầu thì khi có sự xuất hiện của người sao hỏa thì nó như thế nào, con người thì như thế nào, rồi nó tiến triển lên thành việc là mọi thứ bị phá hoại vân vân. Đấy, chứ sẽ không có cái kiểu là ông này sẽ được tham gia vào bàn bạc về âm mưu hay là các kế hoạch để có thể phản công lại của bọn người sao hỏa đâu. Ông ấy chỉ đơn thuần là người như kiểu một cái người gọi là người trong cuộc, thì cũng có thể là đúng một, đóng vai trò nạn nhân ý, và kể lại cái hoàn cảnh rồi cái cuộc chiến nó đang diễn ra như thế nào. Thế là vì vậy nó sẽ không có dạng hành động, nó sẽ không có theo kiểu âm mưu rồi các kế hoạch tổng tấn công vân vân như kiểu mấy chuyện khoa viễn tưởng hành động, mà thực tế là viết như thế để người đọc bắt đầu hiểu được ý đồ của tác giả đang muốn nói đến trong cái chuyện này gì. Là thực ra để chỉ nói đơn thuần là người trái đất rất là chủ quan và luôn tự cho mình là một sinh vật hùng mạnh trong vũ trụ này. Chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta là sinh vật có trí não duy nhất sống trong vũ trụ này, chỉ có chúng ta là bá chủ đấy. Nhưng mà thực ra là đấy là một cái kiểu nhìn của ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bên ngoài còn rất là nhiều những cái mà chúng ta chưa hề biết đến. Thì đây, người trái đất nhìn người sao hỏa và nghĩ rằng người sao hỏa là một sinh vật cấp thấp, không xứng đáng bằng mình. Thế là, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là đấy, người sao hỏa xâm lược cả trái đất. Người sao hỏa biết được cái điểm yếu của người trái đất là như thế nào, và người sao hỏa tận dụng điều đấy để tấn công trái đất một cách rất nhanh chóng. Tuy nhiên là bởi vì do cái không khí và cái môi trường sống nó không phù hợp, cho nên là người sao hỏa dễ dàng là bị chết nhanh hơn khi ở sống ở trái đất này, nên là mới làm bị tiêu diệt như thế. Chứ còn nếu không vì do cái môi trường sống thì rõ ràng là người sao hỏa vẫn tiếp tục xâm chiếm trái đất, và trái đất chắc chắn là
trở thành một nơi cư ngụ của người sao, người hoạt tinh rồi, chứ không phải không thuộc về trái đất nữa. Thì trái đất, người trái đất, con người luôn tự coi mình là cái sinh vật thông minh nhất nhá, bá chủ nhá, làm chủ của cả vũ trụ này nhá. Nhưng mà không hề biết rằng chính người trái đất, chính chúng ta đây, thực ra cũng sẽ bị coi là một sinh vật hạ thấp trong mắt của một sinh vật khác. Ví dụ như là người hoạt tinh, họ làm cũng là một cái giống loài sinh vật rất có suy nghĩ, rất là trí tuệ cao siêu. Và trong mắt của họ thì rõ ràng người trái đất cũng chỉ xứng đáng như một con kiến mà thôi. Và đây là một bài học về sự chủ quan, về việc coi thường. Đấy là không bao giờ được nhìn mà cái ánh mắt nó quá là thu hẹp như thế. Đấy, rất thực ra đơn giản là chỉ là cái câu chuyện thế. Nhưng đấy là về cái khía cạnh là ý nghĩa nhá. Nhưng còn về cái phần gọi là giải trí của chuyện này nó rất hay. Bởi vì khi mà mình đọc mình vẫn rất là thu hút bởi vì cái quá trình mà người sao hỏa này dần dần là đi xâm chiếm trái đất như nào. Rồi cái cách mà con người đã phản ứng lại với những từng những cái vụ tấn công ấy. Và họ, con người ban đầu thì rất là gọi là tỏ vẻ ta đây này nọ, nhưng mà cuối cùng thì chạy trối chết, chả làm được cái gì hết. Và cũng may là nhờ đấy, có cái không khí nó không phù hợp, môi trường sống không phù hợp thì người sao hỏa này mới chết sớm như thế thôi. Và vì vậy mà cuốn này chắc chắn nằm trong cái top những cuốn sách hay nhất của Việt Nam 3, mà không phải từ dạy thể dạy trinh thám, cho cuốn khoa học viễn tưởng nhé. Cuốn tiếp theo là cuốn Vùng đất quỷ tha ma bắt của Kevin Chen, cuốn sách mà cũng sẽ có người ghét và có người không thể, có người ghét và có người thích. Mình thuộc phe là thích cuốn này và mình chắc chắn là sẽ phải đọc lại cuốn này trong năm 2024 này, bởi vì để phải đọc lại thì sau đó mình có sắp xếp các cái timeline, các cái mốc thời gian ý. Vì cuốn này nó có cái kiểu loạn về mốc thời gian, giống như là những cuốn có cái cuốn Đẹp là một nỗi đau. Ôi, mình có phải đọc lại cuốn này mới được, mình thích cuốn này quá. Đẹp là một nỗi đau, mình cũng có review rất chi tiết về cuốn Đẹp là một nỗi đau. Thì trong không phải review mà là trong cuốn đấy là mình đã sắp xếp cái thời gian, các mốc thời gian. Thì mình cũng định làm thế với cuốn Vùng đất quỷ tha ma bắt này, vì các cái mốc thời gian trong cái chuyện này được xếp nó khá là không theo cái trình tự tuyến tính. Cái cuốn này thì cũng nói về một gia đình có 5 cô con gái và 2 cậu con trai. Nghe rất là nhiều người rồi, đông rất là đông, và là họ lại còn sống ở trong cái nơi nó không được phát triển và rất là mê tín, nhiều cái nó mê tín đấy. Và chuyện nó đi theo điểm nhìn của cả tất cả những đứa con này, không có một đứa như là chết rồi nhưng mà lại vẫn có theo điểm nhìn của đó là con ma ấy, đúng nhở? Không, hình như không phải, theo điểm nhìn của ma là ông bố cơ. Đi theo điểm nhìn của rất là nhiều nhân vật trong chuyện, và có thể là chính vì thế nhiều người sẽ dễ bị loạn ấy. Nhưng mà khi mình đọc thì mình không bị loạn về cái điểm nhìn đâu nhá. Mà sau đó thì khi đọc chuyện này thì là để biết được cái số phận của từng cái thành viên trong gia đình này như thế nào. Họ ban đầu sống như thế và đến về sau thì họ trở thành như người lạ với nhau vậy, mỗi người lại có một cuộc sống riêng. Nhưng mà kiểu chuyện này nó lại còn kết hợp của rất là nhiều những cái thể loại khác nhau, như kiểu kinh dị, có một chút kinh dị nhé, có một chút cái bí ẩn trinh thám nhé. Và khi mình đọc sẽ kiểu là liên kết lại với nhau ấy, thì mình rất là thích cái kiểu mà tác giả kể câu chuyện như vậy, có cái sự liên kết giữa các cái chi tiết vào ấy. Và chúng ta khi mà nhớ được, tổng hợp lại được tất cả thì sẽ tạo ra được một cái câu chuyện lớn hơn, nó hay hơn rất là nhiều. Và chuyện này thì nó cũng vẫn đơn thuần nói về cái gia đình, rồi nói về cái mê tín dị đoan của họ và cái số phận của họ bây giờ nó thành như thế nào đấy. Tức là đọc thì thấy được là cái gia đình này nó bất hạnh quá, mình thấy không ai là có được cái hạnh phúc gì cả. Ngày xưa thì có vẻ là như thế, nhưng mà buồn ý là trong gia đình có nhiều con như vậy mà không một ai có được hưởng được một cái cuộc sống hạnh phúc thực sự hoàn hảo. Nói về một cái vùng quê nghèo miền Trung đảo Đài Loan, thì cái phong cách về đây là hiện thực huyền ảo, hài kịch đen và cả bí ẩn, phận đời với đám bom và đá yêu, hành trình tìm đến tính của bản thân. Cái kiểu này nó giống cái Đẹp là một nỗi đau ấy, nên là mình thích. Đấy, mình thích cái kiểu nó giống như Đẹp là một nỗi đau, nó có cái gì rất là kìa. Thế là có cái cuốn Trăm năm cô đơn đã ra nằm thế, nhưng mà đọc nó bị loạn quá. Ôi, của cuốn Trăm năm cô đơn nó quá nhiều rồi tên tuổi nên là mình không thể nào nhớ hết được.
rồi đến cuốn cuối cùng, đó là cuốn Hola và những chuyện kỳ lạ khác. Đây là cuốn mới trong tháng 12 này các bạn. Bởi vì là khi mình thấy là cuốn này lại nói về là những cái chuyện nó kiểu nó có tâm lý tội ác ấy, nó có những cái yếu tố về điên rồ, thậm chí là thần bí siêu nhiên các kiểu, thì mình thực sự tò mò và mình đã đọc cuốn này rồi. Cuốn này rất là mỏng luôn, là gồm có 6 chuyện tất cả. Các bạn chỉ cần dành ra tầm 1 tiếng 30 phút thôi, không làm gì cả, thì có thể đọc được hết cả 6 chuyện này luôn ý. Mà 6 chuyện này đó, cuốn này nó có cái vai viết giống như là chuyện rừng ma, à nhầm, giống cái cuốn Tuyển tập truyện ma của R.M. James. Và cái vai nó kiểu như thế nhá. Rồi cái phong cách nó cũng kiểu là nhân vật trải nghiệm những cái chuyện kỳ bí xảy ra, nhưng lại không thể nào mà giải thích được là tại sao chuyện đấy xảy ra, và không thể nào mà xử lý và không giải quyết ra được là làm cách nào để có thể chấm dứt tất cả những cái thứ đó. Nên đó là cái yếu tố mà mình thấy nó có cái kiểu nét rất là giống, mà giống với cái kiểu cuốn truyện ma của Andrzej như vậy. Tuy nhiên ý, khi đọc cuốn truyện ma của Andrzej thì mình lại không thích, vì chả sao mà mình đọc nó không có tạo ra được cái không khí gì cho mình cả, và nó rất là chán ấy. Nhưng mà với cuốn Hola này thì mình thực sự là có thể hiểu, cảm nhận được cái sự kinh dị ở trong những cái trong từng cái chuyện đấy. Kiểu viết của tác giả nào đến mà khiến cho mình có thể đúng là hiểu được cái cảm giác của nhân vật ấy, và cảm thấy sợ của một nhân vật khi mà nhân vật trải nghiệm những cái hiện tượng kỳ lạ đó, và không thể nào mà giải thích được là tại sao họ lại đang trải nghiệm những cái việc như thế. Nghĩa là sẽ không có cái như là đi tìm hiểu nguyên nhân, sau đó phải làm thế nào để giải quyết được, xử lý được những cái việc này, chấm dứt từ những hiện tượng này. Nó sẽ không có cái đấy, nó chỉ đơn thuần là tác giả đang miêu tả lại cái toàn bộ những cái trải nghiệm của nhân vật về cái hiện tượng bí ẩn đó. Và nó không có những cái giải thích gì 100% cả, nên chúng ta đọc thì cũng cảm thấy rất là mơ hồ với chuyện này. Nhưng mà cả 6 chuyện nó đều, mặc dù đều có cái nét giống nhau, nhưng mà ý là mình cảm thấy nó hay, tức là đọc nó như một cái gì đó nó mới, nó khác so với những cái khác, so với những cái khác vậy đâu. Thế là thì đây, mình thấy cuốn này là một cuốn sách xứng đáng là cuốn của hay nhất mình đọc trên năm 2023. Bây giờ là đến lượt các bạn, cho mình biết những cuốn sách mà các bạn thích đọc trên năm 2023 mà không phải là chính thám. Hẹn gặp mọi người trên các mình sau. Tạm biệt.